22 tuổi, Dubois liều mạng đòi đấm gục tượng đài Dan Wilder để giành đai WBC. Là một trong số 4 danh hiệu lớn nhất của môn quyền Anh, hơn tất cả đai WBC là chiếc đai mà Daniel Dubois mơ ước ít nhất được một lần nâng cao. Ông bầu Frank Warren hơn ai hết mong muốn Dubois có vị trí thuận lợi để thách thức bất kỳ danh hiệu nào vẫn chưa có người sở hữu. Thế nhưng chàng trai 22 tuổi cho biết, thứ mà anh thèm khát nhất lúc này chính là chiếc đai mà Dan Wilder đang sở hữu. Trong trận đấu mới đây, Dubuis đã hạ Kiotaro Fujimoto để giành đai WBC bạc. Tôi rất muốn đeo một chiếc đai màu xanh lá, đó là chiếc đai cao quý nhất theo quan điểm của tôi, Dubuis nói trước khi giành danh hiệu WBC bạc. Đó là một chiếc đai mà tôi thực sự rất muốn giành chiến thắng. Tôi muốn trở thành võ sĩ giỏi nhất để trở thành một nhà vô địch. Thật không dễ chút nào. Để đạt được điều ấy, tôi cần phải nỗ lực 100% khả năng của mình. Đó là những gì tôi đang hướng tới mỗi ngày trong mỗi buổi tập. Welder đã giữ chiếc đai WBC kể từ tháng 1 năm 2015 và anh đã bảo vệ thành công danh hiệu đó 10 lần. Lần tiếp theo, The Braun Bomber sẽ phải bảo vệ danh hiệu, sẽ là trận tài đầu với Tyson Fury vào ngày 22 tháng 2 năm 2020. Ngay sau đó, tay đấm người Mỹ có khả năng sẽ thượng đài với Dylan White, người đã từng tuyên bố sẽ chờ Welder đến năm 2020 để thách đấu với nhà vô địch WBC. Dubois dự định sẽ thách đấu bất kỳ ai nắm giữ chiếc đai WBC vào cuối năm tới, đồng thời tin rằng Welder có thể được coi là tay đấm hạng nặng vĩ đại nhất thời điểm này. Anh ấy đã chứng minh mình là một nhà vô địch thế giới, Dubois nói về Welder và lần bảo vệ danh hiệu thành công của anh trước Luis Ortiz. Nhưng tốc độ di chuyển cũng như tốc độ ra đòn mới chính là sức mạnh thực sự, môn thể thao này tương tự một ván cờ vua, cũng như việc nhấn các nút trên chiếc đồng hồ vào đúng thời điểm. Tất cả là về khả năng canh thời gian để ra đòn. Dubois tin rằng lực của mỗi cú đấm của anh sẽ chỉ tăng lên theo thời gian. Tôi cảm thấy như thế bởi vì khả năng canh thời gian của tôi dần cải thiện mỗi ngày trong mỗi buổi tập. Fujimoto được xem là thử thách lớn nhất mà tay đấm người Anh đã vượt qua. Trong khi đó, Warren được cho là đã theo đuổi những cái tên như Derek Chirosa, David Price để lên kèo đầu với Dubois. Cựu vô địch WBO Joseph Parker sẽ là đối thủ tiềm năng khác vào năm 2020 của Dubois và anh thừa nhận sự nghiệp của anh đã thăng tiến đáng kể khi liên tiếp thượng đài với các đối thủ chất lượng trong suốt 12 tháng. Tôi muốn mình luôn trong tình trạng sẵn sàng 100%. Một khi họ gọi tôi và ném tôi cho những võ sĩ hàng đầu của hạng cân, những cuộc cọ sát như trước Fujimoto sẽ mang lại cho tôi rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu, Dubois nói tất nhiên tôi luôn mong muốn có những trận đánh lớn hơn và đó là những trận đánh tôi cần để lại sự nghiệp của mình phát triển tôi cần những đối thủ như chisora hoặc parker để mang lại những điều tốt nhất cho bản thân tôi họ đang chiến đấu để xác định sự nghiệp của mình và đó cũng chính là những gì tôi đang hướng tới ngay lúc này trước khi hạ fujimoto dubois cũng đã dự đoán về trận đấu của mình vào cuối tuần thành thật mà nói tôi đã không bận tâm nhiều đến đối thủ của mình anh ta cũng chỉ là tay đấm khác mà thôi Dubuis giải thích. Về phần tôi, tôi chỉ cần giành chiến thắng và đặc biệt cần chiến thắng theo phong cách của mình. Đó là điều bình thường trong công việc này. Tôi không biết một chút gì về các thông số của anh ta. Tôi không muốn làm mất thời gian của người xem. Tôi sẽ tận dụng các cú jab và khi thời cơ đến, một cú knock ao cũng sẽ đến. Anh nói thêm, tôi thực sự cảm thấy một khi tôi kết hợp tất cả những điều đó một cách hoàn hảo. Tôi sẽ đưa anh ấy rời khỏi sàn đấu thật nhanh thôi. Các bạn hãy đăng ký kênh youtube của Tri thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Daniel Dubois hạ gục lão tướng Nhật Bản, so sánh trình độ Anthony Joshua Tyson Fury khi đấu tập. Daniel Dubois đang là võ sĩ trẻ có chuyển vọng nhất làng quyền Anh hiện nay, võ sĩ 22 tuổi hiện đang có thành tích 14 chiến thắng với 13 trận knockout và đã kết thúc năm 2019 bằng chiến thắng knockout trước Kiyotaro Fujimoto vào thứ Bảy. Trong khi võ sĩ 22 tuổi vẫn chưa thể hiện được nhiều ở những trận đánh lớn, nhưng danh tiếng của anh ta đã vươn xa với hàng loạt chiến thắng knockout. Sau trận đấu với Fujimoto, top Sport đã hỏi chàng trai trẻ về những trải nghiệm của anh khi đối mặt với những người giỏi nhất của quyền Anh và anh ta đã học được những gì sau khi đấu tập với Tyson Fury, Alexander Povetkin hay Anthony Joshua. Dubuis so sánh với Tyson Fury. Để hạ anh ta, bạn cần đấm trúng mặt. Đó là một trải nghiệm thú vị khi tôi khoảng 19 tuổi. Thời điểm đó là trước khi tôi ra mắt, nên đã có đợt tập huấn với Tyson Fury và Hagia Fury và rất nhiều trải nghiệm tốt sau đợt tập huấn đó. Đó là những trận đấu thú vị giúp tôi có thêm nhiều kinh nghiệm. Alexander Povetskine. Tới Nga và đấu với Alexander Povetskine thì khác, một nơi thú vị với những võ sĩ hàng đầu, họ chăm sóc chúng tôi rất tốt, lòng hiếu khách và đem cho chúng tôi không ít kinh nghiệm ngoài đó. Tôi đã rất trân trọng những ngày tháng đầu với Povetskine. Bây giờ tất cả kinh nghiệm đối đầu với Povetskine đã có trong bộ nhớ của tôi, tôi phải sử dụng nó thật tốt. Joe Joyce Dubis nói, tôi và Joe có một số trận đấu khó khăn và đó là hành động qua lại tốt đẹp tôi rất thích cãi nhau với joe và hy vọng một ngày nào đó tôi và joe sẽ bước lên sàn đấu philip hergovich dubis nói anh ấy có kinh nghiệm tốt anh ấy thực sự đã mang lại những trải nghiệm tuyệt vời tôi sẽ nói như vậy anh ấy bước lên sàn đấu và đấu tập mỗi ngày anh ấy rất chăm chỉ tôi trở lại vào ngày hôm sau và có trận đấu tập với anh ta đó là một buổi sparring tuyệt vời Anthony Joshua. Có tin đồn Daniel Dubois đã đưa Joshua vào một trận đấu khó khăn. Dubois nói, chúng tôi đã có những trận đấu tập tuyệt vời, tại phòng tập có chất lượng rất tốt. Tôi đã làm tốt trong buổi tập hôm đó, tôi sẽ không nói về kết quả, anh ấy sẽ tự nói về bạn. Thực sự tôi đã làm rất tốt trước Joshua. Các bạn hãy đăng ký kênh youtube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Đai WBO, WBA, WBC và IBF cái nào giá trị nhất? Danh hiệu của Dan có hơn của Joshua Ruiz. Với việc đai vô địch boxing mọc lên như nấm sau cơn mưa, ngay cả những người thường xuyên theo dõi boxing cũng rất dễ nhầm lẫn về tầm quan trọng của những chiếc đai. Hiện nay trong ngành quyền anh đang tồn tại rất nhiều đai vô địch của nhiều liên đoàn khác nhau, tuy nhiên chỉ có 4 đai của 4 liên đoàn là WBO, WBA, WBC và IBF được thực sự công nhận bởi toàn thế giới. Lý do bởi sự tồn tại của nhiều danh hiệu khác nhau chính là vì vào những năm 1920, hàng loạt các ủy ban quyền anh đã tự tạo ra hàng loạt các danh hiệu vô địch với mục đích hút khách cho các trận đấu. Đến năm 1963, hai ủy ban lớn nhất thời bấy giờ đã phát triển thành đai WBA và WBC, hai liên đoàn boxing chính thống đầu tiên. 20 năm sau đó, IBF và WBO được thành lập. Kể từ lúc này trên thế giới tồn tại 4 liên đoàn quyền anh. Với sự tồn tại đến 4 liên đoàn hiệp hội khác nhau, danh hiệu vô địch thế giới đã không còn giá trị như xưa. Vì vậy WBA đã làm cho danh hiệu vô địch nhạt hơn nữa bởi việc chia đai vô địch ra các hạng mục regular và super. Danh hiệu vô địch WBA regular là như thế nào? Nói một cách đơn giản, WBA cho rằng liên đoàn chỉ có một võ sĩ đứng đầu hạng cân là chưa đủ nên tách ra thành regular và super. Ban đầu đai WBA Super chỉ được trao cho những võ sĩ sở hữu đai vô địch ở nhiều hạng cân khác nhau như một danh hiệu đặc biệt. Tuy nhiên không lâu sau đó, WBA đã vô tội vạ tạo cơ hội tranh đai Super cho mọi hạng cân. Giờ đây hạng cân nào cũng có võ sĩ sở hữu đai regular và super. WBA đã từng xác nhận rằng họ đang có dự tính thống nhất đai WBA Super và regular thành một danh hiệu vô địch để tránh nhầm lẫn. Tuy nhiên điều này vẫn chưa xảy ra. Mặt khác, đai vô địch của liên đoàn IBO là một trong những đai vô địch gây ra nhiều tranh cãi nhất. Liên đoàn IBO được thành lập vào những năm 1988, 5 năm sau sự ra đời của IBF và WBO. Đối với nhiều người hâm mộ quyền Anh, bốn liên đoàn mang tính thế giới là quá nhiều và sự tồn tại của liên đoàn thứ năm càng khiến cho ý nghĩa của danh hiệu vô địch thế giới trở nên tầm thường hơn. Một trong những ví dụ điển hình nhất về việc đai IBO không được công nhận bởi đa số người hâm mộ boxing sinh là sau trận đấu giữa Anthony Joshua và Andy Ruiz. Nhiều kênh truyền thông thế giới đã chọn không liệt kê đai IBO trong danh sách những đai mà Andy Ruiz giành được. Gần đây để có thể làm cho hệ thống đai trở nên đa dạng và dối rắm hơn nữa, WBC đã tạo ra một danh hiệu mới, đó là nhà vô địch nhượng quyền, Franchise Champion có vẻ như sự xuất hiện của quá nhiều đai vô địch đang ngày càng khiến boxing trở nên nhàm chán hơn khi giờ đây đi năm bước lại gặp một nhà vô địch và chẳng nhà vô địch nào muốn đụng nhau nếu tình trạng này kéo dài chắc chắn sẽ đến một ngày boxing chỉ toàn những nhà vô địch nhàm chán các bạn hãy đăng ký kênh youtube của tri thức vô tận để đón xem các clip tiếp theo